Các bạn đã từng thử các loại nấm này chưa? Cùng chúng mình đi siêu thị và khám phá chúng nhé! Mình có bát gia vị đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Xin chào các bạn, mình là Linh Trang. Còn mình là Thu Hiền. Hôm nay Linh Trang và Thu Hiền sẽ giới thiệu với các bạn đồ ăn với nấm. Wow, xem bàn tiệc của chúng mình đây. Nấm hải sản tẩm gia vị, nó đặc biệt dai, còn thơm ngọt. Bên trong như là ngâm thêm nước nữa. Mì tương đen, mình rất thích món này. Linh Trang ơi, đúng là không thể chê vào đâu được. Xem ai sẽ được chọn trước nào. 1, 2, 3, nào. Ôi, Thu Hiền thắng rồi. Để xem trứng khủng long ngũ sắc bên trong là gì nhỉ? Wow, là một lá bóp thăm nữa này. 1, 2, 3. Linh Trang chọn được tương cà, Thu Hiền chọn vào mù tạt. Tên tên. Wow. Bắt đầu thôi nào. Linh Trang ơi, cay quá. Hãy xem của mình dễ ăn chưa này. Vị nó khá hợp với chúng ta. Tiếp tục nào. Ta-da! Tương ớt của Thu Hiền và kem cho Linh Trang nhé. Lần này chọn sai rồi, lỡ rồi thì cố gắng vậy. Kèm ăn kèm nấm kim châm cây, liệu có bị Tào Tháo rượt không nhỉ? Đúng là không thể ăn được. Của mình là tương ớt. Wow, sự kết hợp hoàn hảo. Tiếp theo là ăn với gì nữa đây? Linh Trang sẽ ăn với tương ớt siêu siêu cay. Còn Thu Hiền ăn với mù tạt. Đúng là gia vị kinh dị mà. Món mì tương đen ngon lành của mình giờ đã biến thành mì tương ớt. Lần này có vẻ dễ thở hơn thôi. Cuối cùng cũng được miếng ngon. Hãy
ngon lắm đấy. Trà đào bổ sung vitamin C đây. Xem bên trong của nó ngon chưa này. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Chào mọi người. Bé Hạnh sẽ hóa thành mèo cùng đồ ăn mang thương hiệu Kitty sẽ là chủ đề của ngày hôm nay. Xem trên mũ mình có gì này. Siro dầu nguyên chất. Nó rất chua. Tiếp đến là kẹo có hình Kitty dễ thương này. Mình lấy được nó rồi. Mình nghĩ là nó rất thơm. Xúc xích Kitty. Ăn nó cùng với tương ớt nhé. Nó rất thơm. Mình có món kẹo xốp nữa này. Này nữa nhé. Vị nó tuyệt lắm. Kẹo cao su Kitty băng keo. Mèo mèo mèo. Wow. Bánh kem Kitty siêu đáng yêu. À, thơm quá. Tinh tinh. Happy birthday Wendy. Happy birthday Wendy. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Lớp
bánh quả thật vừa ngậy vừa xốp. Mình sẽ ăn nó ngay đây. Nó thực sự rất ngon luôn. Đừng quên ấn like và share cho ngày sinh nhật đáng nhớ của mình nhé.